Giá vàng miếng SJC hôm qua đã tăng thêm 1 triệu mỗi lượng, đưa giá mặt hàng này lên cao nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước thay đổi cách bình ổn thị trường từ đầu tháng 6. Trong khi đó, sau nhịp tăng mạnh vào cuối tuần, giá vàng nhẫn hiện đi ngang. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết như sau: mua vào 79 triệu đồng một lượng, bán ra 81 triệu đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KLG 4 số 9, mua vào 7 triệu 590 ngàn đồng một chỉ, bán ra 7 triệu 690 ngàn đồng một chỉ. Vàng nữ trang Kim Long KLG 24 carat, mua vào 7 triệu 490 ngàn đồng một chỉ, bán ra 7 triệu 670 ngàn đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp Kim Long KLG 18 carat, mua vào 5 triệu 200 ngàn đồng một chỉ, bán ra 5 triệu 500 ngàn đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng, theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 24.710 đồng, bán ra 25.080 đồng; đô la Úc mua vào 16.325 đồng, bán ra 17.019 đồng; euro mua vào 26.900 đồng, bán ra 28.375 đồng; bảng Anh mua vào 31.518 đồng, bán ra 32.859 đồng; Yên Nhật mua vào 164 đồng, bán ra 174 đồng.